Vâng, em Tùng Nguyên hôm nay xin chào tất cả các bác nhá. Hôm nay em giới thiệu một đôi bát hàng về thì cũng là đi luôn cho khách. Mẫu này thì em cũng về về đến gần một năm nay, em có khi em mới lại giới thiệu lại cái mẫu này. Bát 30 Martin từ 170 côn 63. Các bác lắp loa nằm, lắp loa full, đánh tiếng hát rất là sáng, đánh âm ni yếu. À đây, đánh âm ni khỏe, đẩy yếu thì mình đánh cặp này. Cặp này của nó là bát 30 từ 17 côn 63, mang thương hiệu là Martin. Con này gân vải tẩm dầu 2 gân từ 170 côn 63. Có rất là nhiều các cái cặp bát để lắp vào loa nằm, ai cũng thích cái loại từ 19 côn 76, nó to nó khủng. Nhưng em nói thật với các bác lắp cái côn to vào loa nằm tiếng nó không hợp thùng, nó không hay. Loại chỉ lắp vào loa full thôi. Các bác lắp loa nằm nhá, các bác lấy thích gân vải để ca sáng, các bác lấy cho em cặp này này. Cặp này em bán nhiều năm cho khách hàng lắp loa nằm rồi, ai cũng thích con này đánh hay sáng tiếng. Cái côn 63 này mà lắp vào loa nằm tiếng hát nó sáng tiếng lắm. Từ 170 côn 63, bát 30 đấy, nắp vào các cái thùng BB 1000, 2000 hoặc là cây 81, 82. Và con này của nó là dòng bát 30, bát 30 Martin từ 170 côn 63. Có cả các cái dòng côn 76, nhưng mà em nhập cái côn nhỏ này về để cho anh em lắp cái không gian gia đình, tiếng hát nó sáng hơn và nó hợp lý với các dòng âm ni khỏe 12, 16 so. Còn đâu đẩy, các loại đẩy yếu mình có thể đánh cặp này. Hoặc là có nhiều các bác khách mà ví dụ như có một con đẩy 600W hoặc 800W mà các bác thích là đánh full đôi thì các bác đánh các cái dòng côn nó như này thôi, nó hợp lý với loa. Đấy, gân vải các bác nhá. Và giá thành của một cặp bát này thì nó sẽ đi theo với cả chất lượng luôn. Côn nhỏ, giá thành êm luôn. 1.250.000 một cặp bát này, bao ship bát 30. Rẻ chưa các bác? Các bác có nhu cầu quan tâm đến bát 30 Martin từ 170 côn 63, liên hệ trực tiếp cho em. Hôm nay em về hàng và em giao cho khách thì em lại đăng lên để cho các bác biết đến là hàng này em đang vẫn còn hàng, để các bác có nhu cầu mua ủng hộ em bằng Tùng Nguyễn Audio bằng một cặp bát 30 Martin nhé. Hôm nay Tùng Nguyễn xin chào và hẹn anh em trong clip mới nhé.